phải đứng nắm máy bay. Nếu ai thích về bộ môn máy bay đây. Wow, ôi mình đã trái, chúng ta có cái trung tâm văn hóa của quận Gò Vấp rất là đẹp các bạn, mới khang trang luôn. Quẹo vô đường này đi, khám phá cho các bạn xem khu nhà giàu của quận Gò Vấp ha các bạn. Những căn biệt thự shop house thì có khoảng gần 100 căn biệt thự riêng biệt. Trước mặt chúng ta đây là cái công viên nước ha các bạn, đây công viên nước ngay giữa lòng trung tâm của cái khu dân cư ha. Kế bên một cái siêu thị E-mart các bạn, một siêu thị của tập đoàn Hàn Quốc. Các bạn đánh giá quận Gò Vấp thế nào? Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì sáng hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi tham quan và khám phá quận tiếp theo của Sài Gòn, đó là quận Gò Vấp nha các bạn. Hiện tại chúng ta đang đứng tại góc ngã tư giữa đại lộ Phạm Văn Đồng với lại đường Phan Văn Trị các bạn. Địa phận bên này là trực thuộc quận Bình Thạnh ha. Chúng ta đang đứng trên địa phận của quận Gò Vấp các bạn. Rồi chúng ta đi khám phá và tham quan quận Gò Vấp nha các bạn. Rồi đi thôi. Đây chúng ta đang đi trên đại lộ Phạm Văn Đồng ha các bạn. Phía bên phải chúng ta là trực thuộc quận Gò Vấp, bên trái là trực thuộc quận Bình Thạnh ha các bạn. Thì tuyến đường Phạm Văn Đồng này trong cái video ở quận Thủ Đức mình có giới thiệu rồi đó. Thì nó có tổng chiều dài là hơn 12 cây số các bạn. Nó nối giữa ngã tư cầu vượt Linh Xuân của quận Thủ Đức ha. Chạy dài về đến ngã năm Nguyễn Thái Sơn này các bạn. Phía bên phải chúng ta đây là trực thuộc quận Gò Vấp ha. Bên trái trực thuộc quận Bình Thạnh ha. Video trước chúng ta đã tham quan khám phá quận Bình Thạnh rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục lại tham quan và khám phá quận Gò Vấp ha. Thì quận Gò Vấp này có tổng diện tích khoảng gần 20 cây số vuông các bạn. Với dân số là gần 700.000 người rồi các bạn. Và biển số xe của quận Gò Vấp đó là biển số 59 V1, V2 và V3 nha các bạn. Đó, như đi trên đường chúng ta thấy anh xe ráp chạy biển số 59 T1 á. T1 là trực thuộc quận nhất nha các bạn. Trước mặt chúng ta đây là cái đường rầy xe lửa ha. Hướng này là đường rầy chạy về trong trung tâm của Sài Gòn ha, ga Sài Gòn ha các bạn. Trên đường Phạm Văn Đồng này buổi tối rất là nhộn nhịp. Ban ngày thì chìm lắng xuống ha các bạn. Buổi tối phục vụ rồi ăn uống, ăn nhậu cà phê, cà pháo trên đường này rất là thoáng mát. Thì quận Gò Vấp này ráp danh với lại quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình.
huyện Hóc Môn và quận 12 các bạn. Đầu tiên là chúng ta ở bên tay trái là giáp ranh với lại Bình Thạnh ha. Chúng ta chuẩn bị sắp đến cái ngã năm, gọi là ngã năm Nguyễn Thái Sơn các bạn. Có cây cầu vượt ha, hướng cây cầu vượt đó là chạy từ Phú Nhuận qua đường Nguyễn Kiệm các bạn. Còn đến ngã năm này hướng chúng ta đi thẳng đến là chúng ta tiếp giáp với lại quận Tân Bình ha các bạn. Đó, nếu mà đi thẳng là chúng ta đi đến sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Qua bên đó là trực thuộc địa bàn của quận Bình Thạnh nè các bạn, quận Tân Bình các bạn. Đoạn đường này gần như là một chiều ha các bạn, chỉ có mở một tí xíu bên tay trái chúng ta cho xe gắn máy đi thôi. Và bên trái chúng ta đây là bệnh viện quân y ha các bạn, bệnh viện quân y 175. Bệnh viện quân y đó trước là của tổng y của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ các bạn. Khu vực chúng ta đang đi là thuộc địa bàn của phường 3 quận Gò Vấp các bạn. Thì quận Gò Vấp này do tiếp giáp gần với lại cái sân bay Tân Sơn Nhất ha các bạn, cho nên khu vực này đất của quốc phòng với lại quân đội rất là nhiều các bạn. Bên phải có các tiệm bán nước mía rất là đông ha. Bên phải chúng ta có cái công viên nhỏ nhỏ các bạn. Thì Sài Gòn công viên với lại quảng trường thì nó không có được rộng các bạn, nhưng mà rất là nhiều. Ta vô đường này là đường Phạm Ngũ Lão các bạn. Khúc này là thuộc phường 4 quận Gò Vấp ha. Sáng nay chúng ta sẽ đi tham quan và khám phá quận Gò Vấp ha các bạn, quận tiếp theo nội thành của Sài Gòn. Cái cầu vượt bằng thép ha các bạn. Chúng ta chuẩn bị đến một cái ngã 6 Gò Vấp. Năm xưa ở đây chỉ có ngã 5 thôi các bạn, ngã 5 Chuồng Chó ha. Rất là nổi tiếng tại quận Gò Vấp này, có tên là ngã 5 Chuồng Chó ha. Chúng ta sẽ quẹo vào đường Quang Trung các bạn. Cái cây cầu vượt ha. Đây các bạn, trước mắt chúng ta đây là ngã 6 Gò Vấp ha. Năm xưa gọi là ngã 5 Chuồng Chó các bạn. Chúng ta quẹo trái vào đường này là đường Quang Trung ha. Đây được xem là trục lộ chính của quận Gò Vấp. Thì tại sao là gọi là ngã 5 Chuồng Chó các bạn? Ngã 5 nhưng mà tại sao gọi là Chuồng Chó? Đúng ra gọi là Trường Chó mới đúng nha các bạn.
người dân quen miệng gọi là chuồng chó thôi, chứ đúng ra là phải là trường chó. Tại vì năm xưa từ thời Pháp á, quân đội Pháp cho xây một cái trường huấn luyện nghiệp vụ chó các bạn. Chó nghiệp vụ gọi là cảnh khuyển ha. Chó nghiệp vụ cũng được cấp bậc quân hàm rất là rõ ràng nha các bạn. Và giống chó dùng để sử dụng chó nghiệp vụ đó là giống chó bẹt dê của Đức các bạn. Chỉ riêng cái giống chó này mới có khả năng làm được. Nó đánh hơi, tìm chất nổ, ma túy các bạn, và tìm những xác chết ở dưới đống đổ nát chẳng hạn các bạn. Mỗi loại, mỗi con chó nó có cái nghiệp vụ riêng ha. Chó nghiệp vụ gọi là cảnh khuyển các bạn. Chúng ta đang đi trên đường Quang Trung ha. Wow, bên phải chúng ta có cái nhà hàng ẩm thực bự chà bá vậy nè, quá trời lớn luôn. Bên phải chúng ta đây là Vincom Plaza quận Gò Vấp ha các bạn. Cà phê Phúc Long Highland nằm mặt tiền luôn. Wow, bên trái chúng ta có nhà thờ rất là đẹp các bạn. Nằm ngay mặt tiền của đường Quang Trung quận Gò Vấp ha các bạn. Giáo xứ Sớm Thuốc. Giáo xứ Sớm Thuốc các bạn. Khoảng chừng hơn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh bên đạo Công giáo ha các bạn. Gần gần đến đó mình đi quay các xóm đạo cho các bạn xem ha. Và quận Gò Vấp này cũng được xem là cái thủ phủ của người Công giáo sống ở đây rất là đông các bạn. Người Công giáo sống ở Hố Nai, Biên Hòa mới là đông nhất. Chúng ta vẫn đang đi trên đường Quang Trung. Khúc này là thuộc phường 10 các bạn. Phường 10 quận Gò Vấp. Hôm nay chủ nhật mình mới đi quay lại được cho các bạn xem. Ngày hôm qua thứ bảy mình đi quay không được, không ra video được các bạn. Vì toàn là kẹt xe không à, kẹt xe rất là nặng nề. Quay mất thời gian quá. Mình về mình bỏ luôn. Xóa không lên clip được. Hôm nay chủ nhật là ngày nghỉ cho nên cái lượng người đi ra đường cũng ít hơn các bạn. Chứ không cái trục đường Quang Trung của Gò Vấp này lưu lượng xe đi rất là đông, kinh khủng lắm. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch của quận Gò Vấp nối với lại huyện Hóc Môn với lại quận 12 á các bạn. Thì đi thẳng chúng ta sẽ đi đến quận 12 rồi đi Hóc Môn ha các bạn.
sáng nay người đi làm cũng ít rồi đó, vắng rồi đó. Hôm qua đi quay đoạn này đi quay không nổi. Và gặp đường kẹt xe chỗ Phan Văn Trị nữa các bạn. Bên trái chúng ta là cái cốp mắt ha, siêu thị cốp mắt. Siêu thị cấp mắt của Gò Vấp. Và kế bên là bệnh viện Gò Vấp luôn các bạn. Một bệnh viện đa khoa quận Gò Vấp ha các bạn. Nằm trên đường Quang Trung. Có một cái bệnh viện Gò Vấp. Hên quá, nắng rất là gắt và chúng ta đang đi thuận chiều nắng các bạn. Ông này cầm cái cây nguy hiểm quá. Wow, muốn có hiện tượng kẹt xe nữa. Rồi vô Tân Bình nữa các bạn, quay ở Tân Bình mới là khó đó. Thôi quá trời luôn, treo lủng lẳng luôn vậy nè. Và bên tay trái chúng ta là một ngôi chợ Hạnh Thông Tây ha các bạn. Bên phải chúng ta là nhà thờ Hạnh Thông Tây luôn ha. Hôm nay là chủ nhật, giáo dân đi lễ ha các bạn. Nhà thờ Hạnh Thông Tây ha. Đến đây chúng ta quẹo đi các bạn. Đi thẳng thì chúng ta sẽ đi về quận 12 ha. Chạy khoảng chừng cây số nữa là tới địa phận của quận 12 rồi các bạn. Ta quẹo vô đường này là đường Lê Văn Thọ ha. Nơi đây thuộc phường 8 và phường 10 ha. Bên phải phường 10, bên trái phường 8 của quận Gò Vấp các bạn. Sáng nay chúng ta sẽ đi tham quan, khám phá quận Gò Vấp, quận nội thành của Sài Gòn. Khi xưa quận Gò Vấp với lại quận Thủ Đức, quận 7 được xem là vùng ven các bạn. Khi thời còn là huyện thì những cái huyện này rất là hoang sơ, ruộng lúa đầm lầy. Đến khúc này là tiếp giáp với lại phường 8 với lại phường 11 rồi các bạn. À, bên trái chúng ta đây là cái công viên làng hoa Gò Vấp ha các bạn. Giữa lòng trung tâm của quận Gò Vấp có một cái làng hoa rất là đẹp ha. Làng hoa mà tại sao không có hoa gì á các bạn? Tại sao gọi là làng hoa? Tại năm xưa cái phường 8, phường 9, phường 10 của quận Gò Vấp này là trồng hoa cây kiển rất là nhiều các bạn. Sau này quy hoạch đô thị của quận Gò Vấp lên thì cái người dân bỏ dần cái việc trồng hoa, xây nhà cất nhà rồi làm cơ sở hạ tầng lên
Chứ hồi xưa, năm xưa thì cái quận Gò Vấp này đến Tết, đến khoảng giờ này là bắt đầu sum tụ dịp mua bán hoa rồi các bạn. Thì làng hoa của quận Gò Vấp này chỉ thua cái làng hoa Sa Đéc ở Đồng Tháp thôi các bạn. Chúng ta vẫn tiếp tục đang đi trên đường Lê Văn Thọ ha các bạn. Cảnh rất là nhộn nhịp, đông đúc vào một buổi sáng chủ nhật của người dân Gò Vấp ha. Được xem là người Công giáo sống ở quận Gò Vấp rất là đông. Dân số gần 700.000 người mà. Đường Lê Văn Thọ này có hệ thống cây xanh rất là mát các bạn. Đang có những làn gió kìa, thấy không? Các bạn nhìn cái tán cây á. Đó, có cây ngã nghiêng luôn kìa, thấy không? Gió đang rất là mạnh các bạn. Trời nắng nhưng mà có gió. Cảm thấy cái không khí nó dễ chịu hơn hẳn các bạn. Bởi vậy có hệ thống cây xanh giúp con người của chúng ta nó sảng khoái đi liền. Mặt đường Lê Văn Thọ này khá là đẹp các bạn. Đường cũng mới thôi, mới sửa chữa nâng cấp chắc được có mấy tháng nữa. Ta quẹo phải vào đường này là đường Phạm Văn Chiêu ha các bạn. Buôn bán kinh doanh nườm nượp luôn, san sát nhau các bạn. Diện tích chỉ có 20 cây số vuông thôi mà dân số gần 700.000 người rồi. Wow. Ôi. Bên tay trái chúng ta có cái trung tâm văn hóa của quận Gò Vấp rất là đẹp các bạn, mới khang trang luôn, rất là mới và khang trang ha. Oh, quận Gò Vấp thể hiện sự giàu có ha. Kêu chúng ta quẹo vào đường này là đường Lê Đức Thọ các bạn. Quẹo vô đường Lê Đức Thọ đi ha, để chứng tỏ là quận Gò Vấp có hai tên đường gần giống nhau nha các bạn, rất có dễ sự nhầm lẫn, đó là đường Lê Văn Thọ và đường Lê Đức Thọ nha các bạn. Chúng ta hồi nãy đi đường Lê Văn Thọ rồi, đường này là đường Lê Đức Thọ ha. Wow, khu dân cư sinh sống rất là sang sát, nơm nớp.
qua thứ bảy đi, thê thảm các bạn, đường này thê thảm luôn. Sáng nay mình quyết định đi quay lại các bạn, chứ video quận Gò Vấp này nó khá dài mà bị kẹt xe, quay hết pin đủ kiểu hết. Vừa mới nhắc là hiện tượng kẹt xe có rồi. Bên phải chúng ta là một ngôi chợ ha các bạn, có tên là chợ Sớm Mới. Thôi mình quẹo qua đường này ra các bạn, quẹo qua đường này là đường Thống Nhất ha. Đây là thuộc phường 16 quận Gò Vấp ha các bạn. Chào, một cái tiệm bánh mì rất là lớn. Đây là phường 16 bên tay trái, phường 13 bên tay phải. Wow, ra đây dễ thở rồi các bạn. Hiện chúng ta đang đi trên đường Thống Nhất của quận Gò Vấp ha. Đây thuộc phường 16. Rất nhiều trường Anh ngữ ha. Tiếp tục một trường trung học cơ sở Trần Cao Vân các bạn. Cảnh xe cộ đông đúc. Tại quận Gò Vấp thì quận Gò Vấp này có cái mật độ dân số đông đứng thứ hai trong 16 quận của Sài Gòn ha các bạn. Đứng top 1 đó là quận Bình Tân các bạn. Quận Bình Tân có dân số là khoảng trên 700 mấy chục ngàn người các bạn. Gò Vấp này là dân số đứng thứ hai chỉ sau quận Bình Tân trong 16 quận ở Sài Gòn thôi hả các bạn. Và cái quận 10 á, là quận có cái mật độ dân số trên km vuông là quận mật độ cao nhất các bạn. Quận 10 gọi là đất chật người đông đó. Chúng ta quẹo vô đường này đi, đường Nguyễn Văn Lượng các bạn. Bên phải thuộc phường 10, bên trái thuộc phường 16, quận Gò Vấp ha các bạn. Đường Nguyễn Văn Lượng này cũng khá là rộng lớn ha các bạn. Bên này là cục thi hành án dân sự. Xa xa có tòa nhà xanh xanh, đó là cái gì đây? Điện lực, công ty điện lực quận Gò Vấp các bạn.
Wow, bên trái là cái gì đây? À, sân vận động thể thao quận Gò Vấp các bạn. Có một cái sân vận động. Trung tâm thể dục thể thao quận Gò Vấp ha. Quá trời là đẹp lớn các bạn. Một quận có cái trung tâm vậy là quá ngon rồi. Wow. Đây là những căn shop house trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Lượng ha các bạn, thuộc quận Gò Vấp. Bên này thuộc phường 10 ha, bên trái bên phải là thuộc phường 10. Chúng ta sẽ quẹo vào cái khu này gọi là khu Cityland Park Hill các bạn. Đây khu nhà giàu của quận Gò Vấp đây. Trước mắt chúng ta là Lotte Mart ha các bạn. Một trung tâm siêu thị. Wow, khu dân cư Park Hill. Cityland Park Hill các bạn. Wow, dễ sợ chưa? Wow. À, quẹo vô đường này đi, khám phá cho các bạn xem khu nhà giàu của quận Gò Vấp ha các bạn. Thì cái City Land Park Hill này có tổng diện tích là 27 hecta các bạn. Khi xưa khu này là đất của quân đội. Wow. Giá bất động sản ở đây thì khoảng 200 đến 300 triệu một mét vuông các bạn. Căn thấp nhất là khoảng mười mấy 20 tỷ đến 40 tỷ các bạn. À, bên trái đây là căn hộ ha các bạn, chung cư đó. Thì có khoảng 1.000 căn hộ như vậy các bạn. Wow. Quận Gò Vấp thể hiện sự giàu có ha các bạn. Những căn biệt thự shop house thì có khoảng gần 100 căn biệt thự riêng biệt, 800 mấy căn biệt thự liền kề, gần cả ngàn cái căn hộ các bạn trong cái mấy lốc chung cư đó đó. Wow, trước mặt chúng ta đây là cái công viên nước ha các bạn. Đây công viên nước ngay giữa lòng trung tâm của cái khu dân cư ha. Đây các bạn. Đứng đây quay cho các bạn xem ha. Đó. Công viên nước có tên là công viên nước Hòa Bình ha. Tối thứ bảy chủ nhật 7-8 giờ gì đó họ biểu diễn nước, nhạc nước ở đây các bạn. Wow. Đường này có tên là đường số 3 các bạn, thấy không? Trục lộ chính của cái khu dân cư Cityland Park Hill ha. Đường số 3 là trục lộ chính cái công viên nước Hòa Bình. Có tên là Hòa Bình, nằm ngay giữa lòng của khu dân cư, có tổng diện tích là 27 hecta các bạn.
chúng ta quẹo vào đường này là đường Phan Văn Trị ha. Đường Phan Văn Trị được xem là trục lộ chính thứ hai của quận Gò Vấp ha các bạn. Đó, hai đường trục lộ chính đó là Phan Văn Trị với lại đường Quang Trung hồi nãy chúng ta đi ha các bạn. Đó, bên trái là nguyên một cái khu City Land Bắc Hill. Đường Phan Văn Trị này có cái hệ thống cây xanh cũng khá tốt ha các bạn, tạo bóng mát nè. Đây, khúc này mát quá trời nè, trời ơi cái quán cà phê, trời ơi cái quán cà phê kìa, chất lượng luôn. Trời ơi nhìn mấy cái cây xanh nhìn mê chết được. Chúng ta đang đi trên đường Phan Văn Trị nha các bạn. Chúng ta đến góc ngã tư giữa Phan Văn Trị với lại Nguyễn Oanh. Nếu về phải Nguyễn Oanh này là chúng ta đi lại cái cầu vượt ngã 6 Gò Vấp hay là gọi là ngã 5 Chuồng Chó khi xưa ha các bạn. Rồi bên trái có cái công viên nè ha. Cái công viên này chiều tối ngồi uống cà phê, uống nước, ngắm máy bay các bạn. Bởi vì quận Gò Vấp này sát với quận Tân Bình, sát với cái sân bay Tân Sơn Nhất ha. Ngồi đó các bạn vừa nhâm nhi ngắm xe cộ qua lại rồi ngắm máy bay hạ cánh. Để mình đứng lại quay cho các bạn xem ha. 5 phút có 1 chuyến à các bạn, 5 phút là có 1 chuyến bay về à. Đứng ngắm máy bay, nếu ai thích về bộ môn máy bay đây. Bạn nào yêu thích máy bay thì ngồi ngắm ha. Phê không? Nhìn thấy phê không? Chúng ta vẫn đang tiếp tục đi trên đường Phan Văn Trị ha các bạn. Khúc này là thuộc phường 7 rồi. Được phép đi thẳng khi đèn đỏ nhớ nha các đồng chí, đừng có bắt bẻ nhiều quá nha các đồng chí, không có thấy cái biển đâu, chỉ có tôi mới thấy cái biển thôi. Cái biển nó ghi nằm ở dưới gốc á, các đồng chí thấy cái đèn đỏ ơi là các đồng chí đi soi mói bắt bẻ. Wow.
nhau rớt trái banh. Cảnh nhộn nhịp, cuộc sống ồn ào hối hả của Sài Gòn. Và đây là quận Gò Vấp ha, một trong hai quận có số dân đông nhất ở Sài Gòn, chỉ sau quận Bình Tân nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh giùm nha, bấm like và chia sẻ video giùm mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hồi sáng hôm qua thứ bảy đường này là đi không được luôn các bạn. Ta vẫn đang đi trên đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp ha các bạn. Đây là trục đường chính của quận Gò Vấp ha. Trục đường thứ hai đó là đường Quang Trung ha các bạn. Quận Gò Vấp có hai đường khá là dài và rất là rộng lớn. Chúng ta tiếp tục lại có một cái Vincom Plaza nằm trên đường Phan Văn Trị nữa ha các bạn. Wow, một quận có đến hai cái Vinhome luôn, hai cái Vincom. Xa xa là chúng ta đã thấy tòa nhà Landmark 81 tầng hả các bạn. Chúng ta cũng sắp gần ra đến cái đại lộ Phạm Văn Đồng ha, nơi chúng ta xuất phát. Ngay góc ngã tư Phạm Văn Đồng với Phan Văn Trị là đường này đây các bạn. Bên trái chúng ta tiếp tục là Cityland ha. Khu này gọi là Central các bạn. Đó, Cityland Tower. Kế bên là những cái lóc nhà ha, biệt thự phố, shop house. Quá trời quá đất. Wow. Các bạn đánh giá quận Gò Vấp thế nào? Bên trái là Cityland Garden Hill ha, bên kế bên một cái siêu thị E-mart các bạn, một siêu thị của tập đoàn Hàn Quốc ha, đầu tiên tại Sài Gòn, đóng trên cái đường Phan Văn Trị này, cái siêu thị E-mart đầu tiên của tập đoàn Hàn Quốc trên cái địa bàn Sài Gòn ha các bạn, và mới mở cái E-mart thứ hai ở bên ngay chỗ khu đô thị Sala Thủ Thiêm quận 2 đó các bạn. Bữa nào mình đi quay cho các bạn xem cái đó. Và sáng nay chúng ta cũng đã đi tham quan và khám phá quận Gò Vấp hả các bạn. Chúng ta chuẩn bị ra đến góc ngã tư nơi chúng ta xuất phát các bạn. Đó là góc ngã tư Phạm Văn Đồng với lại đường Phan Văn Trị này ha các bạn. Rồi, ai chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh ha. Like và chia sẻ video giùm mình nếu thấy có giá trị. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video quận Phú Nhuận ha.